Chào tất cả các bạn, hôm nay tính chung trời VN lại quay trở lại cùng các bạn với một cái chủ đề mà một số bạn đang làm lao động Đài Loan có hỏi mình, đó là các cái chức vụ ở trong xưởng hoặc là trong công ty thì người ta sử dụng như thế nào. Thì mình có tách ra một số phần và ngày hôm nay mình giải quyết cái phần là các chức vụ trong công ty. Trước thì trong công ty các bạn cứ hiểu nôm na to nhất là cái ông gọi là ông tổng sư trưởng. Tổng sư trưởng tức là ông chủ tịch hội đồng quản trị. Ông này là sẽ là người chủ của toàn bộ công ty, ông được coi là lão bản này, lão bản là ông chủ, còn nếu bà chủ sẽ là lão bản nhàng đúng không? Ông tổng sư trưởng thì ta cứ coi là ông chủ tịch hội đồng quản trị là ông to nhất đúng không? Xong bắt đầu khi mà chúng ta kéo thấp xuống hơn một chút thì chúng ta có ông là chủ chính lý là ông tổng giám đốc đúng không? Chủ chính lý. Thế còn nếu mà ông phó tổng thì chúng ta gọi là gì? Phụ tổng, phó tổng. Thế còn ở dưới gọi là các cái chính lý, tức là các cái giám đốc đúng không? Thế thì nếu mà phụ trách cái bộ phận văn phòng người ta dùng từ khơ trưởng tức là trưởng phòng khơ trưởng. Thế còn nếu mà ở dưới các xưởng thì sẽ có các giám đốc trưởng đúng không, thì người ta gọi là tráng trưởng. Ví dụ một công ty của Formosa mình có sẽ có là 6 xưởng đúng không, thì sẽ phải gọi tham bằng chiêu hiểu liêu cỡ tráng trưởng, tức là họ sẽ có 6 ông giám đốc xưởng đúng không, xưởng trưởng. Thế còn bây giờ chúng ta đi sâu tiếp thêm một số chức vụ trong văn phòng thì người ta có là thư bía chu lì là trợ lý đặc biệt, thư bía chu lì. Tiếp theo ta có một cái là phó giám đốc hoặc là trợ lý, ta dùng là xía lì. Ông xưởng trưởng của ví dụ 6 xưởng con này thì mình có thể coi ông là ông tráng trưởng xưởng trưởng. Thế ông chính lý đúng không? Bao giờ thì ở dưới ông chủ chính lý tổng giám đốc thì sẽ có các ông chính lý đúng không? Tiếp theo ta có phu tráng trưởng tức là phó xưởng đấy. Trong một xưởng thì người ta phải có là xưởng trưởng hoặc là phó xưởng đúng không? Rồi bây giờ tiếp tục ta có một cái nữa là phu lý là phó giám đốc, xiang lý là trợ lý giám đốc, trợ lý giám đốc bạn đọc là xiang lý. Tiếp theo ta có là cung trưởng sư là kỹ sư tư vấn, thế giám đốc bộ phận hay là còn gọi là trưởng phòng đấy, các trưởng phòng thì gọi là khơ trưởng. Thường thường ví dụ trong một xưởng của nhà máy Formosa chẳng hạn thì là nó sẽ phân làm 6 tầng đúng không? Ví dụ như thế thì ở mỗi một cái tầng đấy sẽ có một ông gọi là ông khơ trưởng này thì thường là ông tập trung nhiều là ở trong ngồi trong văn phòng thì chẳng ông mới đi ra thôi đúng không? Đấy. Còn ở bên ngoài thì sẽ có các cái ban trưởng đúng không, các cái trưởng ca thì phải tự lo các công việc của mình. Đấy. Thế còn giám đốc xưởng thì thi thoảng mới xuống thôi đúng không, giám đốc xưởng thì người ta gọi là ông tráng trưởng này đúng không? Bây giờ chúng ta đi tiếp, ta có một cái từ nữa là sơ khoa công trình sư, kỹ sư kế hoạch, sơ khoa công trình sư. Nếu mà phó phòng trưởng phòng thì mình biết là khơ trưởng rồi đúng không, thế phó phòng sẽ là phu khơ trưởng. Thế còn chủ nhiệm ta có từ chủ任. Bây giờ ta có kỹ sư trưởng sẽ là chủ任工程师. Tiếp theo thế phó chủ nhiệm thì ta sử dụng là phu chủ任. Phu là phó mà, phu chủ任là phó chủ nhiệm. Thế còn kỹ sư dự án sẽ là gì? Chuyên án công trình sư, chuyên về cái dự án đó. Công trình sư là kỹ sư, ở bản Việt của nó là công trình sư. Chuyên án công trình sư. Chúng ta đi tiếp. Bây giờ có chuyên gia, ta sẽ dùng từ chuyên nghiệp. Chuyên tức là chuyên môn đấy. Nghiệp tức là chữ nghiệp đấy. Chuyên nghiệp tức là chuyên gia. Tiếp tục ta có là cao trí công trình sư. Cao trí là cao cấp, công trình sư là kỹ sư. Kỹ sư cao cấp ta sử dụng cao trí công trình sư. Quản lý sư tức là người quản lý. Quản lý sư. Bản thân từ quản lý nó là quản lý. Sư là cái ông này. Ta có một cái nữa là từ phụ quản lý sư tức là cái người người phó quản lý. Còn dưới nữa thì các bạn có chú trưởng, tổ trưởng đúng không? Trưởng ca thì có ban trưởng đúng không? Sau đó ở dưới là gì? Là cung rấn.
Thế nếu mà khi mà chúng ta đi về ký túc xá thì chúng ta hay gọi một cái ông ở ký túc xá đấy là gọi là ông gì, ông lão sư, lão sư thì mình cứ gọi ông lão sư là cái ông chính là ông quản lý ký túc xá thôi, đúng không? Thì khi mà loanh quanh trong xưởng thì chúng ta chỉ cần quan tâm như thế thôi, đúng không? Khi nào mà bị dính trên cao tan thì mới sợ, đúng không? Trên cao tan là những cái thẻ cảnh cáo thì mới sợ, chứ còn không thì mình chỉ quan tâm mà. Thực ra ví dụ các bạn làm ở trên các mặt bằng xưởng, ví dụ như bộ phận làm bằng máy điện tử chẳng hạn, thì các bạn cũng chỉ quan tâm là ban trạm của mình thôi, tức là trưởng ca của mình, đúng không? Hoặc phu ban trạm, tức là phó ca của mình thôi, dê ban, tức là làm ca đêm, đúng không? Hoặc là làm ca ngày, chúng ta chỉ quan tâm những người ở trong cái sàn làm việc của mình đấy thôi. Và mối quan hệ của mình tốt với cả các cái người làm cùng thì thông thường mình để ý, tại mình kinh nghiệm mình cũng đã từng là công nhân Đài Loan, thì mình thấy rằng khi mình làm trong xưởng thì tốt nhất là giữ mối quan hệ tốt với những cái người làm cùng. Người Đài Loan thì thường là họ cũng thời gian đầu thì họ cũng hơi không phải là friendly lắm, đúng không? Người ta cũng hơi có cái nhìn này nọ về người Việt của chúng ta. Thế nhưng chúng ta cứ xử tốt thôi thì chúng ta cũng sẽ có những người bạn là Đài Loan, và dần dần thì cái công việc của các bạn nó sẽ trở nên là ổn thỏa hơn, nhẹ nhàng hơn. Thời gian đầu mình nếu mà phải làm, thường là những cái người mới qua thì người ta hay nhét vào các cái vị trí làm khung xiang, tức là cái lò sấy đấy cả, thì nó hơi là căng thẳng vất vả. Nhưng mà chúng tại vì thực ra người Đài không làm thì người Việt mình mới phải làm, đúng không? Nên là các bạn cứ cố gắng, thì bởi mình cũng là người thân lao động thì mình cứ phải cố gắng thôi. Thế còn nếu mà sức khỏe không cho phép thì các bạn có thể đề đạt với cả family của mình, family tức là người phiên dịch của mình, đúng không? Đấy. Hoặc là thường thường mình hay gọi là các cái lão sư đấy, đúng không? Thì nhờ người ta có thể viết cho một cái bản là xin chuyển vị trí, làm vị trí nó đỡ căng thẳng hơn. Đấy. Thế nhưng mà thực ra khi mà người ta đã thuê người lao động Việt Nam sang thì cứ việc nó khó khổ thì người ta ra cho Việt Nam rồi, nên cứ yên tâm là cũng không có việc nào dễ hơn, nhàn hơn đâu. Chỉ có điều là cố gắng các bạn chân cứng đá mềm, giữ được sức khỏe để là sau 2-3 năm đất Đài thì lại có thể về Việt Nam, rồi lúc đấy là học chuyên chữ Hán, rồi có thể đi làm phiên dịch ở tại Việt Nam. Chúng ta sang đấy chúng ta có được cái thái độ làm việc nghiêm túc, hiệu quả, đúng không? Và giữ cố gắng giữ được sức khỏe, cái đấy là điều rất quan trọng. Đây cũng là một lời của một người đã từng là lao động ở Đài Loan muốn chia sẻ cùng với các bạn, và mình cũng luôn mong muốn các bạn chân cứng đá mềm về Việt Nam có thể có một vài trăm triệu và có thể mở được xưởng, hoặc là nếu không thì đi làm phiên dịch nó cũng mang tính cổ cồn hơn, nó cũng đỡ vất vả hơn là nếu mà tệ quá thì làm giáo viên như mình cũng được. Tiếng Trung chấm bên nào, chúc các bạn học tiếng Trung thành công.